Đối với Duyên, con bao giờ cũng là nhất. Con là nhất, con và mẹ. Tại vì bao giờ Duyên cũng nghĩ là partner mình có thể tìm được. Không có người này, có người khác. Thật sinh, nhưng mà con và mẹ. Vì vậy, đây nhé, ở trên vai Duyên, Duyên ở bên vai trái của Duyên, Duyên có khắc một cái chữ gọi là My Life. Tại vì hai đứa con của Duyên, một đứa là Mai Ly, một cứ là Yên Ly. Thì chữ Mai có nghĩa là tôi. Và mẹ Duyên cũng tên là Mai. Thành ra chữ Mai là tôi, life là đời tôi. Duyên khắc ở vai trái để Duyên ghi nhớ rằng là con và mẹ là cuộc đời của Duyên. Và một nghĩa khác nữa là đời tôi. Ai nói kệ, tôi sẽ sống đời tôi. Nhưng mà con với mẹ là tôi bao giờ cũng gánh trên vai. Đó là cái để mà Duyên bao giờ cũng tự nhủ hết.